Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Và xin chào mọi người đã đến với Ơn Giời Phương Trả Lời Bạn Bảo. Phần ngày hôm nay của chúng ta là làm sao tôi có thể ngăn người khác hủy kết bạn với tôi trên mạng xã hội. Cái lúc mà mình thấy cái phần này mình thấy bỡ ngỡ, tại vì mình nghĩ là người ta thích thì đến, mà không thì thôi cũng không có gì. Nhưng mà cứ thử xem, tự xem là Pro viết gì về vấn đề này nhé. Chúng ta đều là một mớ bòng bong của những nhu cầu và mong muốn. Và một trong những điều mà chúng ta thực sự muốn chính là được tất cả mọi người yêu thích. Chúng ta cũng muốn một thứ khác nữa, đó là kiểm soát được cuộc đời của mình nhiều hơn. Từ đó sẽ không khó để nhận ra rằng chúng ta đều thích được tất cả mọi người yêu mến. Nếu bạn thấy điều này nghe hơi giống một đứa nhóc đang giận dỗi, Amber Ellis sẽ đồng tình luôn. Chúng ta đã trở lại với lối suy nghĩ màu nhiệm và không còn trông cậy lý trí, mà ông cho rằng lý trí vẫn luôn có thể can thiệp và sửa chữa mọi thứ. Hãy quên chuyện kiểm soát thế giới đi, ông sẽ khuyên bạn như thế, và tập trung vào việc suy nghĩ sáng suốt. Amber Ellis là một nhà phân tâm học người Mỹ đã mất niềm tin và khả năng phân tích để tạo ra khác biệt trong cuộc sống con người. Nếu Freud có gen cho sự kém hiệu quả, Ellis lại nói: "Tôi nghĩ là mình có gen cho sự hiệu quả." Ông muốn trị liệu tâm lý có hiệu quả hơn để giúp con người nhanh chóng trải nghiệm được sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Ông gọi phương pháp trị liệu của ông là trị liệu hợp lý, rõ ràng và chuẩn xác, đúng là Ellis. Nhưng như thế thì là bỏ vào cảm xúc. Vì vậy, ông đã đổi tên nó thành trị liệu cảm xúc hợp lý. Các chuyên gia khác lại xem điều này là quá thiên về nhận thức và phớt lờ chủ nghĩa hành vi, mặc dù nó sử dụng nhiều kỹ thuật về hành vi. Vì vậy, một lần nữa, Ellis lại chiều theo đánh giá và đổi tên liệu pháp của ông thành trị liệu cảm xúc và hành vi hợp lý. Tư duy logic. Nếu Aaron Beck là cha đẻ của trị liệu nhận thức hành vi, thì Amber Ellis sẽ được xem là ông nội của phương thức đó. Ellis cho rằng tất cả chúng ta đều có một loạt các giả định về bản thân, về những người khác và về thế giới nói chung. Một số niềm tin trong đó là sai lầm và phi lý. Vì những giả định này dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải nhiều vấn đề rắc rối, bởi vì những niềm tin phi lý làm chúng ta nghĩ rằng mình cần phải đạt được những điều bất khả thi. Chẳng hạn, một số người nghĩ rằng họ nên giỏi giang về tất cả mọi thứ, bất kể mức độ trí tuệ hoặc năng lực của họ với các nhiệm vụ khác nhau. Hoặc họ có thể cho rằng mình cần một ai đó mạnh mẽ hơn để dựa dẫm. Những người khác thì tin rằng có một giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề của con người, giá mà họ có thể tìm ra được. Ellis sẽ khuyến khích khách hàng hoài nghi những giả định đó. Có thật là tất cả các vấn đề đều có một giải pháp hoàn hảo hay không? Và ngay cả nếu có một giải pháp hoàn hảo, liệu có lý do nào cho việc chúng ta cần phải tìm thấy giải pháp hoàn mỹ đó không? Thực tế không phải là những chuyện đã xảy ra với chúng ta, mà cách chúng ta nghĩ về những chuyện đó đã tạo ra thực tế mà chúng ta đang trải nghiệm. Theo một ý nghĩa rất thật, điều này có nghĩa là mỗi người đều tạo ra thực tế mà mình đang sống. Diễn giải sai lầm. Theo Ellis, cách chúng ta suy nghĩ và diễn giải về các tình huống mới là thứ gây khó khăn cho chúng ta, chứ không phải do bản thân tình huống. Cũng giống như việc chúng ta không thể khiến tất cả mọi người thích mình, thì cũng chẳng ai có thể gây ra một cảm xúc nào đó cho chúng ta. Để đáp trả lại khi nữ kia gọi bạn là đồ ngốc, bạn có thể cho rằng người ấy khiến tôi nổi giận. Nhưng Ellis cho rằng điều này không chính xác. Nói cho đúng, mọi thứ còn được ghi nhận theo cách như sau. Khi X làm Y, cảm xúc sẽ gây ra Z. Thực tế, một số người sẽ để lời nhận xét đó trôi tuột đi, trong khi người khác có thể cười khoái chí. Và những người khác nữa là tự mình hỏi, chẳng lẽ nữ kia của mình hôm nay bị ma xui quỷ khiến. Chính những niềm tin sai lệch đã khiến chúng ta rơi vào tình trạng suy nghĩ thái quá, và chúng ta cần kiểm soát được chúng ta càng sớm càng tốt và loại bỏ chúng.
Nói theo thuật ngữ chuyên môn, chúng ta cần nhận diện và thách thức lối suy nghĩ như vậy, định nghĩa lại vấn đề theo cách phản ánh thực tế chính xác hơn và áp dụng các chiến lược nhằm thay đổi các giả định đó thành lối tư duy lành mạnh và dựa trên bằng chứng. Trong cuốn sách năm 1975, Cảm năng mới cho cuộc sống lý trí, mà Ellis viết cùng với Robert Harper, ông đã xác định 10 kiểu niềm tin phi lý, điển hình và tổng hợp thêm những lời phản biện mà chúng ta cần để chống lại những niềm tin đó. May mắn thay, quan điểm phi lý số 1 chính xác là thứ trùng khớp với quan niệm bạn phải, vâng, phải có được tình yêu hoặc sự ủng hộ từ tất cả những người mà bạn xem là quan trọng. Theo Ellis, đa số đều thích được chấp nhận, nên được chấp nhận cũng hay ho đấy. Nhưng nếu không thì bạn cũng đâu có chết. Ngược lại, bạn có thể làm hại chính mình khi chạy theo lý tưởng bất khả thi về việc được mọi người yêu quý. Bởi vậy, ta nhất thiết phải thay đổi niềm tin này càng sớm càng tốt. Câu trả lời hợp lý. Lập luận của Ellis về điểm này như sau. Được tất cả mọi người ưa thích hay yêu thương là điều bất khả thi. Cho dù bạn nổi tiếng đến đâu thì lúc nào bạn cũng sẽ có một ai đó ghét. Và thế cũng không sao cả. Những người khác nhau thì có những quan điểm khác nhau, và một số người sẽ thích điều gì đó về bạn, trong khi những người khác thì lại thấy ghét. Chẳng hạn như kiểu tóc của bạn. Không thể nào có chuyện tất cả mọi người đều tán đồng rằng kiểu tóc dài có ngôi giữa là kiểu tóc duy nhất mà con người nên lựa chọn. Ngay cả khi bạn có thể khiến tất cả mọi người yêu thích mình, thì bạn cũng không thể nào biết được liệu họ có yêu thích bạn đủ nhiều, hay là liệu họ có tiếp tục thích bạn nữa hay không. Đến chừng nào thì bạn mới có thể tuyên bố rằng tuyệt, thành công rồi. Cố để được nổi tiếng theo cách thoải mái thì chẳng gây hại đến ai. Như Ellis khuyên rằng tốt nhất đừng cố quá. Mong muốn trở nên nổi tiếng có thể có mặt lợi, nhưng nhu cầu phải nổi tiếng sẽ khiến bạn tự chuốc lấy họa vào thân. Nỗ lực này có thể làm bạn kiệt sức, bởi tất cả thời gian và công sức mà bạn cảm thấy mình buộc phải bỏ ra khiến bạn không còn thời gian cho những việc bạn muốn làm. Và nếu bạn cố gắng để sống đúng theo quan điểm của người đời về một ngoại hình phù hợp hoặc về kỳ nghỉ hoàn hảo, thì bạn sẽ luôn làm điều người khác muốn chứ không phải điều bạn muốn làm. Cuộc đời của bạn sẽ không còn là của riêng bạn nữa, và những nỗ lực của bạn thậm chí có thể sẽ phản tác dụng. Bạn bè có thể coi bạn là kẻ nịnh bợ và không còn tôn trọng bạn nữa. Hãy cứ tranh luận với chính mình nếu bạn cảm thấy khó chịu khi một ai đó hủy kết bạn. Đó là lời Ellis sẽ khuyên. Hãy xem đó như một dấu hiệu của tính cá nhân và một bước tiến trên con đường hướng tới sự chấp nhận bản thân và ủng hộ bản thân, một nền tảng vững chắc hơn nhiều so với sự ủng hộ người khác. Hãy sống cuộc đời của riêng mình, làm việc riêng của mình, và bạn sẽ tự nhiên mà gặp được những người bạn đích thực và thú vị. Tôi xin cúi mình trước những ông hoàng bà chúa đáo khẩu, vì tôi sẽ không dám tranh luận về điều đó. Phần hôm nay nó có vẻ ngắn gọn hơn, và mình mong là nó sẽ góp phần nào đó, một cái ý nghĩa nào đó tích cực hơn để giúp cho cái cuộc sống của các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình là bạn Bảo, và hẹn gặp các bạn ở phần sau.